Rồi hello cả nhà mình ha. Rồi hôm nay em về được hai một cái với hai một đợt của chú anh chị mình ơi. Rồi khoảng 3-4 bữa nữa em cũng có chuyến xe đi về Kiên Giang á. Tại vì ông ở Kiên Giang ông cũng dặn em mấy con nữa. Hai ngày trước thì em cũng giao cho anh 7 con rồi ha. Đó, rồi hôm anh điện dặn em thêm mấy con nữa ha. Khoảng 3 em giờ em cũng đang tìm bò cho anh ở Kiên Giang. Đó. Thì cô chú anh chị nào mua mấy con bò đây sẵn em ghép xe đi luôn ha. Đó. Kiên Giang khoảng 3-4 ngày nữa em cũng có chuyến xe về đó ha. Em cũng 2 ngày trước em cũng giao cho anh 7 con rồi. Đó. Giờ anh điện dặn em thêm ha. Đó. Rồi, đầu tiên em giới thiệu cho cô chú anh chị mình con bò đầu tiên ha. Đây. Hôm nay được xin nha cô chú anh chị. Đó, dàn đầu nè. Đó. Chân nè. Chân trước chân sau ha. Con đây thì 1m05 bò nha cô chú anh chị. Con đây hơi rắm bò nha, hơi ốm bò ha. Đó. Hơi ốm ha. Đó trên đỉnh đó màu đỏ luôn nha, con đây mới có 7 tháng tuổi nha cô chú anh chị. Đó cao 1m05 bò ha, sấy bốn thì nghiêm chỉnh đó, tường cận ha, đó khoảng cách em đứng rất là xa ha. Đó cho cô chú anh chị mình xem cho kỹ ha. Đó thì con đây nó hơi ốm hơi rắm bò nha cô chú anh chị, hiền dạng nha. Đó cho nên nó cũng ít tiền á, cho cô chú anh chị mình mua về bỏ giờ Tết cũng có lời nữa, mấy con bò ít ít tiền này ha. Rồi con đầu tiên cũng báo giá luôn ha. 10.500.000, 10.500.000 ha. Cao 1m05 bò nha. Đó, cho cô chú anh chị nào thích hợp bò nào cứ alo cho em ha. Đó. Con đầu tiên nè. Đó. Em đi vòng vòng ha, cho cô chú chị mình xem cho kỹ ha. Đó. Rồi em bước qua con thứ hai đây, con kem đây. Đây là con kem nè. Đó dàn đầu nó ha, đây yếm chân thì bự mầm bự luôn ha. Đó chân cối luôn ha, nó chân trước chân sau đó, đây dái ha, hai dái ha, con đây được 9 tháng tuổi nha, con đây nó lỡ bò nha cô chú anh chị, 9 tháng ha. Đây lưng thì cũng lưng đôi luôn ha. Đó mông đít thì cũng bự luôn. Đó mông đít nè. Đó để em quấn bò ra cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó đó mông đít đó ha, bự luôn ha. Đó con đây cao 1m12 bò nha, cao 1m12 bò ha. Đó con kem ha, cao 1m12 bò ha. Đó con đây nó cũng lỡ ha, 8 tháng ha. Cho cô chú anh chị mình thích hợp bò nào cứ alo cho em ha. Đó đây dài lưng đây. Đó cho cô chú anh chị mình ha, coi cho kỹ ha. Em quay em cứng đứng xa nè. Đó chân trước cái này ha, móng sò rồi hết luôn nè. Đó chân trước chân sau đó hai dái ha, con nào cũng hai dái. Đó rồi con kem thứ hai đây ha, con này cao 1m12 bò nha. Đó rồi con kem này em cũng báo giá luôn ha, 17 triệu ha. Đó cô chú anh chị nào cứ thích hộp bò nào cứ alo cho em ha. Đó rồi em bước qua con cái đây ha, đây con cái đây thì cao 1m17 bò ha, 1m17 bò sấy bốn nghiêm chỉnh ha. Đây dàn đầu nè. Đó con đây màu bánh mì nha cô chú anh chị, màu bánh mì ha. Đó yếm nè ha, nè chân trước chân sau nè. Đó chân trước đó chân sau đó cao 1m17 bò ha, con đây được 12 tháng rồi nha. Này dàn rúng đó nè ha. Đó rúng có ha. Đó bản mông nó cũng bự luôn nè. Đó lưng thì lưng đôi luôn, sấy bốn nghiêm chỉnh luôn ha. Đó lưng nè, đây dàn lưng đó nè ha, em quay kỹ cho cô chú anh chị mình xem cho kỹ ha. Đó mấy đây là ve cắn ngang cô chú anh chị. Đó về em cũng xịt xúc ve rồi ha. Đó dàn đầu ha, đầu tròn đầu đẹp luôn ha. Đó con thứ ba, con cái ha, cái xin ha. Đó màu bánh mì nha cô chú anh chị, màu bánh mì á, màu vàng đỏ đó, màu bánh mì mì đậm á nha. Đó nè dần rúng nè ha, đây rúng ha, rúng dài luôn ha. Đó rồi con cái thứ ba ha, báo giá luôn nha, 16.500.000, 16.500.000 ha. Đó cô chú anh chị nào cứ thích bò nào cứ alo cho em ha. Đó rồi em bước qua con siêu ngang, đây
Con siêu đây cực kỳ tốt luôn nha cô chú anh chị. Còn đây thì để nái cực kỳ luôn ha. Dàn đầu cũng đẹp luôn nè. Đó dàn đầu nè. Đó. Còn đây thì bò mẫu nha. Bò tốt luôn nha, sấy bướm thì nghiêm chỉnh luôn nha. Đó. Còn đây siêu mỏ đỏ nha. Nè, mỏ đỏ nè, móng đỏ rồi hết luôn ha. Coi dàn lưng đó nè. Đó, cực kỳ chưa ha. Đó, dàn lưng thì lưng một lưng luôn ha. Đó. Dàn thùng nữa ha, cực kỳ ha. Nè, coi dàn rúng nè. Đó. Rúng dài luôn ha. Đó, cực kỳ, coi dàn đầu rất là đẹp ha. Đó. Con đây cao 1m15 bò nha cô chú anh chị. Con siêu đây nó cao 1m15 bò ha. Đó. Sấy bướm thì nghiêm chỉnh. Con đây được 11 tháng nha cô chú anh chị. 11 tháng. Đó. Cực kỳ ha. Con bò đây bò mẫu nha cô chú anh chị. Đó. Cô chú anh chị nào thích cái dòng bò siêu thì cứ alo cho em ha. Đó. Rồi con thứ tư em cũng báo giá luôn ha. 20.500.000, 20.500.000 ha. Đó, coi dàn mông đó nè, cực kỳ tốt ha. À, con bò cực kỳ tốt luôn nè. Đó. Đó. Cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó. Con siêu đi chân nó cũng chân nó bự nha cô chú anh chị. Yếm nó nè ha, lạch phạch luôn ha. Đó, coi dàn lưng đó nè. Đó. Cực kỳ luôn ha. Mông đùi con nè. Nè, qua đỏ luôn nè. Đó. Con siêu mỏ đỏ này đúng đúng mẫu luôn nha cô chú anh chị. Coi cậy đuôi nữa nè. Đó, cậy đuôi rất là bự luôn ha. Đó. Rồi, thôi video nó cũng dài rồi ha. Rồi chào tạm biệt cô chú anh chị mình ha. Hẹn cô chú anh chị mình những video tiếp theo. Rồi bye bye.